mua laptop an tâm nhất đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường. Mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Hello anh em, mình là Zico và chào mừng anh em quay trở lại với kênh công nghệ. Và mình muốn nói qua một chút thì hiện tại trungtrần.vn đang bán những mẫu laptop hay là PC với mức giá rất là tốt. Anh em thể click vào đường link bên dưới để tham khảo nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục test game, và trên tay mình đang là chiếc Realme C15 phiên bản Qualcomm Edition. Thì với phiên bản này thì nó đã được nâng cấp lên là có chip Snapdragon 460 so với phiên bản trước, đó là chiếc C15 với con chip MediaTek Helio G35. Nói qua một chút về thông số trên điện thoại này thì nó được trang bị cái tấm nền là IPS LCD, độ phân giải là HD và có kích thước màn hình là 6.5 inch. Cùng với đó là con chip Snapdragon 460 và phiên bản trên tay mình đang cầm là 4GB RAM, cùng với đó là 64GB bộ nhớ trong. Và với những thông số như vậy thì nó cho cái số điểm AnTuTu ra sao thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Và với những thông số mà mình đang nói ở đầu video thì ở đây, mặc dù nó đã được nâng cấp lên là con chip Snapdragon 460 rồi, thế nhưng mà số điểm tổng AnTuTu của nó chỉ là 138.393 mà thôi. Và điểm GPU của nó là 21.810 và CPU là 57.215. Đây là số điểm AnTuTu mà mình đánh giá khá là thấp. Thế nhưng mà cụ thể như nào thì chúng ta phải vào game bây giờ để có thể trải nghiệm được nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em tựa game cũng rất là quen thuộc rồi, chính là Liên Quân Mobile. Và ở đây thì cấu hình mình đang để trong game này, max setting cũng không được là max đâu, nó giới hạn cho mình ở mức cao mà thôi. Còn chất lượng chi tiết này mình vẫn được lên cao này, và độ phân giải HD cũng được siêu cao rồi, FPS cao đó. Thế nhưng mà cái phần chất lượng hình ảnh thì nó không cho mình lên là HD, vẫn chưa được max setting. Và với con chip Snapdragon 460 với cái tựa game mà nó yêu cầu cái cấu hình cũng nhẹ nhàng thôi, còn không lên được max setting thì liệu chúng ta chơi PUBG Mobile hay là Genshin Impact thì nó sẽ như nào? Ok, bây giờ chúng ta cùng vào trận để có thể trải nghiệm nhá. Và ngay lập tức thì mình cũng tìm được trận luôn rồi, và nó cũng hoàn toàn có loa kép này, vừa vào nghe âm thanh khá là ổn. Mình sẽ chơi con này là con gì mình quên mất tên rồi, Murad. Thực sự thì cái tựa game Liên Quân này mình chơi cũng không giỏi lắm. Theo cảm nhận của mình thì với cái tấm nền IPS LCD này thì nó cho một cái chất lượng hình ảnh hay là màu sắc ở trong game nó cũng không được là sáng, cũng không được sắc nét cho lắm. Và cái màu thì mình cảm giác nó hơi nhợt nhạt một chút. Rồi vào cùng là mình cũng đã vào được trong trận rồi. Và mức FPS hiển thị trên này anh em thấy này, đang là 60, khá là ổn định, 59 cho đến 60. Có vẻ âm thanh hơi to, cho xuống một chút nha, ok. Thực sự là tựa game Liên Quân này mình cũng chơi khá là lâu, tức là lâu rồi mình không chơi ấy. Thì mình không nhớ là cách đi rừng của nó như nào. Thì theo cái cách mình hay chơi Liên Minh thì mình anh con bố xanh trước này, không biết có phải không. Ok, khá là mượt mà. Trời, team có chiến công đầu luôn rồi. Mình chưa cảm thấy có hiện tượng giật lag gì cả trong những cái tình huống mà mình farm quái rừng. Vẫn khá là ổn định ở mức FPS là 59-60. Còn về cái trải nghiệm cầm nắm thì nó cũng rất là bình thường, không nặng cũng không quá là nhẹ. Với chiếc C15 phiên bản Qualcomm Edition này thì mình cảm thấy là nó cũng không khác biệt nhiều so với phiên bản C15 thường. Vẫn có cái dung lượng pin là 6.000 mAh. Và với cái dung lượng pin này chúng ta có thể tha hồ chơi game. Mình cảm giác là team này đánh không cần mình luôn rồi, 8-2 luôn. Chắc mình cứ chỉ đi farm thôi nhỉ. Đồng đội làm tất luôn, không áp sát được nó anh em. Đây rồi. Mạng đầu tiên cho mình rồi. Ok, mình cứ ấn nhầm thế nhỉ. Và bước sang phút thứ 5 thì vẫn chưa có hiện tượng giật lag gì cả. FPS nó vẫn ổn định ở mức 59 cho đến là 60. Sao team đánh kiểu gì mà đội bạn thua có 2 mạng đấy cơ? Ăn được có 2 mạng, team mình 14 mạng rồi. Mình cũng rõ lắm nên không biết có phải là bot không hay như nào, thì anh em để lại bình luận dưới video cho mình nhá. Tại mình chơi trò này hơi gà. Mặc dù là cái setting ở trong game nó đã giới hạn cho mình chỉ lên được là cao mà thôi, không lên được là max setting. Thế nhưng mà với cái mức này cũng có thể gọi là gần max rồi. Và vẫn có những cái sự mượt mà nhất định. Đây rồi, mạng cho tôi. Trời ơi. Ok, vẫn có mạng. 2 mạng luôn. Thao tác hơi mù mắt tí anh em thông cảm nhá. Trời ơi, 23 luôn. Trời. Đánh cái gì thế này trời. Đánh cho đội bạn không thở được luôn này. Ooh.
Trời ơi, vẫn chết kìa. Không sao. Gần bước sang phút thứ 8 rồi và tất cả những cái tình huống giao tranh vừa rồi thì mình không có hiện tượng giật lag gì cả. Và về phần nhiệt độ thì mặt sau của máy nó cũng không hề nóng. Đội bạn có vẻ đang là rất cố gắng nhá. Thua 29-6 rồi nhưng mà vẫn chưa đầu hàng. Chắc mình bắt nạt được mấy ông AD này thôi nhỉ. Đó, ông lúc nãy thì mạnh quá, không chơi được. Đập nhà nào anh em ơi, 12 phút rồi. Win lẹ, thắng rồi, đỡ mất thời gian. Win. Ok, quá là dễ dàng anh em ạ. Mình không hiểu tại sao đánh với team kia mà mấy ông ấy như bot ấy. Không biết phải bot không anh em, để lại bình luận dưới video cho mình biết nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần tổng kết video so với tựa game mình vừa trải nghiệm. Và như vậy là trải nghiệm của mình với chiếc Realme C15 phiên bản Qualcomm Edition này cũng đã xong rồi. Thì theo cảm nhận của mình, với tựa game Liên Quân Mobile mình để là gần max setting nó đã giới hạn cho mình rồi, mình không để được max. Thế nhưng mà cái trải nghiệm nó cho ra vẫn được là 59 cho đến 60 FPS, vẫn rất là ổn định. Và mặt sau của máy, phần nhiệt độ thì nó cũng không quá là nóng. Thì theo cảm nhận của mình đánh giá thì chiếc Realme C15 phiên bản Qualcomm Edition này vẫn có thể sử dụng cái tác vụ hàng ngày như là Facebook hay là YouTube, chơi những tựa game nhẹ thì nó vẫn rất là mượt mà ổn định, không vấn đề gì cả. Và với Liên Quân nhưng mà nó đã không cho mình max setting được rồi thì liệu chơi PUBG Mobile hay là Genshin Impact thì có thể là nó sẽ hơi giật lag đúng không? Thì anh em nghĩ sao về chiếc Realme C15 phiên bản Qualcomm Edition này, để lại bình luận bên phía dưới video nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.